Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vô Địch Giò. Mình là viên tàu lao sở với đau Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là giải Nam Sport của Hà Tĩnh. Chủ giải là Trương Khánh Nam. Và các bạn thấy như thế nào? Không khí fan hâm mộ và mọi người Hà Tĩnh như thế nào? Rất ok các bạn ơi, quá tuyệt vời, quá sung. Chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là tem áo cam quần xanh, là tem của Mỹ Anh. Sự kiện của Phong Liêu Trường Chân Bơm đăng mớm tài sung và quý MC. Còn bên kia là tem của trẻ Hà Tĩnh. Trẻ Hà Tĩnh có những các em trẻ rất cao, rất đám gần các bạn. Các bạn hãy chờ xem như thế nào nha, trận đấu này. Các bạn thấy hay nhớ xe và le và xe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trẻ Hà Tĩnh phát bóng trước. Một pha đánh bóng bên điểm trực tiếp của Trường Chân Bơm. Bên kia là tem lấy tên là King In. King In nha các bạn. 1-0 cho tem Mỹ Anh. Đăng mới bây giờ phát bóng bên điểm trực tiếp. Đăng mớm phát bóng hỏng. 1-2. Quá tuyệt vời cho em trẻ kìa. Các bạn thấy không? Cầu thủ trẻ kia 1m9 hơn nha các bạn, không thấp nha các bạn. Hai đều. Quá đang tiếp một pha xử lý rồi của Tam King In. 3-2. Bóng ngoài. Trọng tài, hai trọng tài xác nhận bóng ngoài. Ba cuộc. Ngoài nhá. Hiện tại bây giờ đang hội ý chờ xem thế nào. Trọng tài đã quyết định bóng ngoài. Trọng tài xác nhận bóng ngoài. Tiếp tục. Ba đều. Và xử lý hay của Trường Chân Bơm. Bốn ba. Quá hay. Quá hay cho bóng gì rồi. Cầu thủ số 6 của King In. Chuyền hay. Một quả quá tuyệt vời. Rất nhanh, rất nguy hiểm. Bốn đều.
bành nó hay vậy. Và xử lý hay của EMC 5-4. Và chắn bóng tốt của trường Trung Bâm. 6-4. Đội nào 2-0 mới có cửa. 7-4. Hiện tại bây giờ gần 11 giờ trưa rồi các bạn ơi, nắng lên rất nắng, rất nóng nha các bạn. Và phát bóng mang điểm trực tiếp của Đăng Mâm 8-4. Đăng Mâm phát bóng hậu 5-8. Và xử lý hay của Đăng Mâm 9-5. Và xử lý hay của Kiên Ninh 6-9. Một pha xử lý quá hay của Tam Kiên Anh 7-10. Lại là một pha chạm lưới của Tam Kiên Anh 11-7. Mười hai bảy. Ôi, nó trẻ làm bài trái đầu vậy. Và xử lý hay của Tam Kiên Anh 82. Và kết thúc tốt của UFC 13-8. Không có.
Một pha phá bóng quá hay của đàn mâm. 14-8. Đang mở một bóng ăn đẹp trực tiếp. 15-8. Xin chúc mừng Tè Mỹ Anh. Tè Mỹ Anh cách biệt tỷ số 15-8. Xin mời các bạn xem tiếp set thứ hai của cặp đấu này nha. Thank you.